Hello, con chào cả nhà, cả nhà. Hello cả nhà. Thì quý cô chú anh chị thì hôm nay nói chung thì Nguyên Ròm cũng lại kết hợp với lại Tú. Thì trong cái thời gian khá là dài hai anh em không có đồng hành với nhau. Thì hôm nay đầu năm mới rồi, hai anh em lại sáp lại nữa. Rồi năm ngoái quấn lộn với nhau quá không đi chung với nhau nha. Năm nay cái năm mới bước qua năm thì chuyện cũ bỏ qua. Chuyện cũ bỏ qua gì đó. Thì ở nhà thì cũng chơi thôi chứ anh em mình cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà có cái là tại vì thời gian rồi là hai anh em mình tách ra để mà mỗi một người đi một hướng để mà giúp nhiều vong linh nữa nha. Chứ hai anh em thì đi cũng một cùng một nơi nhưng mà cái là chỉ giúp được một số ít thôi đó, nên nó tách ra. Nhưng mà không phải tách ra thì hai anh em mình cảm nhận được là kiểu như là một mình thì đi giúp được nhiều bị thiếu thốn, thì thiếu thành viên, thiếu bạn đồng hành, nói chung thì không giúp được. Đôi khi anh em mình đi một mình thì nhiều có nhiều rất là nhiều cô chú anh chị cũng thương anh em mình, kêu anh em mình coi như thôi hai đứa đi chung với nhau đi để có gì hỗ trợ lẫn nhau cho nó an toàn. Thì hôm nay anh em quay lại thì chở miếu ông già đó nha. Thì miếu ông già thì lần trước đầu năm thì lần đầu tiên tôi đến đầu năm mới luôn á, là tôi đến miếu ông già đầu tiên thì có gặp một vong linh mặc bộ đệ quân đồ đen xì, tóc dài đen phun lôi vậy đó, mở vô miếu luôn, dành miếu ông già luôn. Cái khu vực miếu này là trước tới giờ anh em mình đến thường xuyên quay, nói chung là rất là nhiều vong linh. Thì cái vong này nó đi thì cái vong khác nó đánh được cái âm khí đó là đến à. Mà đó. Hôm đó thì đến cúng cơm ấy nha, đến cúng cơm ông, nhưng mà con quỷ nó vô miếng ngồi ăn vậy? Vô người miếng ngồi ăn luôn, nhưng ông già xuất hiện quýnh nó một cái rồi nó biến mất rồi, mọi người không biết giờ làm sao rồi, không biết luôn nữa. Thì quý cô chú anh chị mình cũng đã biết, nói chung là thờ bây giờ thờ mặt pháp, mà nói chung là coi như là quá trời nó nhiều cái vong linh luôn quý cô chú anh chị. Mà dữ không à, thì anh em mình đi cũng như là đôi khi thấy những cái gặp những cái vong mà nó dữ quá, một mình là chống chọi không nổi. Nó thiệt là trước đây Nguyên Ròm cũng vài ngày thôi thì Nguyên Ròm cũng bị một cái vong nó quýnh là chết dắt luôn, trong khi đó con mình đâu ai hỗ trợ đâu, mình nằm đó luôn, ai được hỗ trợ. Cho chừng nào tỉnh lợi thì uống đồ giọt. Chứ thật sự thì nếu trong trường hợp đó cô chú anh chị, nếu có ví dụ có Tú đi thì Tú có thể lôi mình ra, hoặc là nói chung là hỗ trợ lẫn nhau thì nó an toàn hơn. Thì hôm nay anh em chở nó miếu cả nhà, thì thứ nhất là muốn xem là cái quỷ đen đó là nó còn ở đây hay không, và nó trong miếu như thế nào, và thứ hai nữa là coi có linh mới hay không. Tại vì miếu ông già thì cô chú anh chị đã biết rất là lâu rồi, là nơi đây thì tụ tập rất là nhiều linh dữ, và hầu như là đa phần là những con linh mà nó từ ở đâu xa đến, nhưng mà để đâu lại chứ không phải là ở nơi đây đó. Nó đánh hờ được đó. Nhưng mà ở một số đó thì anh em mình trước đây cũng có giúp rất là nhiều vong ở nơi đây rồi, nhưng mà tại vì nơi đây các nhà biết rồi, xung quanh thì đồng lúa không à, trống lỏng à, chỉ có một nơi đây là cũng ngôi miếu và có những tán cây lớn, thì tất nhiên là những vong linh họ sẽ đến những cái nơi này để họ trú ẩn và có thể hưởng cái nhang mà người ta đến ta cúng ban ngày đó. Mà ở trong cái ngôi miếu này có hai cây đó là thường xuyên luôn. Có hai cây lớn thường xuyên xuất hiện. Những cái cây mà đặc biệt nha, có cái cây trang trí cửa miếu á, cây bự á, cái đó bự luôn mà miếu mà vong không xuất hiện. Cây đó cây này không ở cái cây bành kia đó à, cây trà bá đó mà nó không xuất hiện, mà xuất hiện là cây sai làm như gần miếu quá nó không xuất hiện sao, chắc vậy quá đó. Nhiều khi là ông già ông linh lắm. Thì nói chung hôm nay trở lại thì để coi cái anh em mình có giúp được cái vong đen hay không, và đặc biệt là coi có vong nào mới đến đây không có nha. Thì cả nhà coi như là cũng hôm nay nói chung từ Tết trước Tết tới giờ luôn thì bước sang năm mới thì là đây là lần đầu tiên mình đến miếu ông già, cũng như là lần đầu tiên mình đến đây chung với lại anh Tú. Thì nói chung thì trong thời gian anh em mình hợp tác với nhau đi săn ma thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình ủng hộ cho anh hai anh em mình nha. Thì ok đó nha, thì thôi bây giờ không dòng nữa, bây giờ anh em mình sẽ đi vào trong và mời cô chú anh chị các bạn đi nha. Đi cả nhà ơi. Thì cái nhà ơi, bây giờ hai anh em mình sẽ đi vào trong cái nhà. Bây giờ hai anh em mình cũng xin mời quý cô chú anh chị mình theo sát chân hai anh em mình nha.
sát chân luôn không? Sát chân luôn nè. Nắm giò luôn á. Có gì cả nhà mình la lên nghe để anh em mình biết giọt. Thì nắm giò luôn mới sát được. Trước anh em mình đi đó. Ê, đằng cây trước mặt nó thấy trắng trắng đó nè. Cái thủ trên thân cây luôn cái gì á? Thấy có gì trắng trắng cái bao không? Phải bao. Lại máng bao đó thì rắn nè. Cái cây đó đó. Ừ. Cây đó là thường xuyên luôn. Ừ, cái cây á. Không biết đâu bay lại chứ không phải rụng. Ở đâu trên rớt xuống á. Mà cái cây đó cây gì phải cây lá cây bự vậy. Ê. Tôi phải không phải cái bao đâu rồi. Tôi thấy cái gì nó nhít á, không phải là bao đâu. Nó nhít. Nhít. Từ đâu là đó, anh là anh chào Vong thì nói chuyện thử rồi. còn đó. Ê. Có hai con trắng lận. Ê, đừng lo gần quá. Nó bên đây, nó bên đây nữa nè. Nó ở đây nè Nguyên ơi. Đây con còn nè. Ê. Được không? Dạ nước mắt luôn. Đánh lừa quay. Một con sưng á. Một con nó quay qua, nó dụ nó quay qua bên kia cái. Ê. Nó bò kia bò qua không ơi. Đó kìa. Ê, đứng kia bên đây nè. Đâu? Nè. Hai bông luôn. Nó bò đi. Anh cầm máy để em lại nói chuyện thử đi. Chưa kịp nói chuyện nữa. Rồi bên đây con bên cái cây nè, dắt bên đây con đó nghe, cẩn thận nha. Thì nếu mà trong trường hợp mà hai con linh cần thì tôi giúp điều gì? Để nó quắt kìa. Thì anh em tôi giúp được á, thì anh em tôi giúp cho. Cẩn thận nha. Hai con biết hai bên này. Về ra đi, về ra đi. Ê, mới nghe cái gì cái ầm đây nè. Rồi. Hả? Coi chừng nó ở cái cây này nè Tú ơi. Hả? Hiện giờ anh không thấy.
cẩn thận nha, cẩn thận nha. Coi chừng đó, nó ở cái cây. Ê, coi chừng nó sau lưng cái gì kìa. Bắt ăn nó đi, bắt ăn nó đi. Ê, mình nói thấy không? À, rồi, thấy, 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 thấy. Cái con này làm như con vặt hay sao đó? Gì? Bò cơ mà. Không biết nữa hả bà? Vấn đề gì không? Lúc nó chết làm sao? Chết làm sao mà giờ nó vậy? Đi vô đây nè. Chưa giờ không dám vô. Hồi nãy anh mới lợi chui chân bóp cổ. Đến đây giúp Phong mà bị dông quýnh te tôi tả chứ. Anh em tôi đến đây là coi như là cũng muốn cúng kiếm cho Phong. Đó, có gì thì... Ê, 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 hình như có con thứ ba luôn ơi. Có một khác nữa hay gì á? Giờ dám đứng đắn mình. Có một khác nữa gì? Thấy nó cái gì dưới xuống cái đùm. Không biết nữa. Không có lặng. Ê, ê. Không có lặng. Hai anh em mình nhớ cái chỗ này không? Cũng có vòng trên cái cây này nè. Hồi trước đây có một đứa bé cục đầu hay sao á. Mà lâu lắm rồi mình không thấy nữa. Cây này mà nó dớt lên đầu anh em mình chết. Bởi vậy. Ê, nó ngồi nằm đây, bằng đây đá đang dùng. Đi từ từ. Làm từ từ, đừng làm cho hơi sợ, họ làm dữ á. Ừ. Sao con đâu? Còn con ở đâu? Sao con còn vậy? Ê, cẩn thận nha. Chuẩn vụ á. Đâu mà đánh gần mà đánh gần mức độ thôi, đừng có đánh gần quá. Máy nó dịu tiếp không? Thì không biết là anh em chúng con đến đây á thì có mạo phạm gì đến mong linh hay không? Mà mong linh lại ơi cái gì? Cái cây nó bay xuống vậy? Biết. Đây 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 phong nè. Đâu có tiêu rồi. Ấy, cái này một con hai con ta. Phải giống giống thịt á. Giống thịt nhau hả? Mà không chắc hai con nãy mình thấy có hai con mà. Ở đây mấy thợ ở đây. Ừ. Muốn cái gì thì nói đi, chứ đừng có làm dữ được gì đâu. Thì bây giờ gì nè. Thì anh em chúng con nếu đến đây có quấy rối gì đến Vong Linh thì cũng rất mong Vong Linh có thể cho anh em chúng con đến đây để có thể cúng kiến này kia cho Vong. Có được không? Có mất mắt là hoài, ví dụ. Thì tên tuổi là gì á, đó, chết như thế nào á, quan ức làm sao á, thì nói đi, đây giúp đỡ được, giúp cho. Bây giờ á, thì bắt qua một bữa như vậy thì đâu có được. Ê! Anh em chúng con đến đây á. Ê, 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 ê.
con bự nè, tới hai con giống nhau nhưng một con bự con nhỏ. Cái con này đứng trên này là con nhỏ ha. Ừ, con nhỏ đứng cây này nhỏ. Dạ. Đây, anh nhớ đâu bịch đồ ăn trúng con cây bay nha, con cây bay nhiều lắm á. Lộn à, lộn à. Tưởng đâu một vòng mà giờ hai vòng tấn công cùng lúc luôn. Này đứng có nhận. Đâu tới rồi. Thấy rồi. Hai con này nó bạo quá ông nội ơi. Ông nội ơi, ngồi phía đầu năm đầu tháng mà đi mớ hai anh em sát rồi đi có lần đầu. Nhìn cái lưng. Cái lưng này. Cho không à. Ngay cái đống cho kìa. Nhìn cái đống cho bự mình kia nè cả nhà. Gặp nó một mình chắc lâu đi thịt luôn quá. Cái con này ngon. Nó đâu dùng được cái cây này nè, nó xuất hiện lông lông cái cây này không à. Có cái cây trà bá kia kìa. Ở cây đó không xuất hiện đâu. Ở cây đó đứng sao trước cửa miếu nó không xuất hiện đâu. Mà cây biết sao, cây này nhiều nhánh nhiều tia nè. Nó rộng nè. Ây da. Ê. Đây con nhỏ hả? Nhỏ, nhỏ. Ngoắc hả? Ngoắc nữa. Nãy giờ là ngoắc anh không. Ngoắc lợi nữa xử. Ừ. Muốn gì nói với đừng ngoắc ai đã gần đâu là gần là muốn dứt người ta gì? Nói nãy giờ coi như là anh em với tôi đến đây là cũng nói trước rồi. Coi như là anh em với tôi. Ê! Sao đừng cái cây nó đâu cái bay nó luôn không kìa? Ê, cái cây này mất thờ mà. Ừ, cái cây này nó đâu rồi này nè. Ủa đâu rồi? Đó. Nãy nó tiêu nè. Cái cây nãy nằm đây nè. Ủa. Ê đâu rồi? Cái cây nó tiêu trời. Cái tiêu nữa nè. Cái cây nó tiêu nữa nè. Ừ. Nãy nằm đâu đây nè. Ừ. Ê. Nem chút đi. Được không? Đằng kia có con nữa kìa, đứng đằng kia kìa. Ừ, nó sợ. Đằng kia gốc cây kìa, có con vòng đứng đây kìa. Bây giờ làm hèn đi, anh em tôi cúng kiến cho ăn rồi giúp đỡ cho. Rõ vàng hay luôn. Sao ngoan ngoãn thì cũng cho ăn nè, chịu không? Đói không? Đói không? Sớm giờ coi như là hai anh em cũng đến đây thì cũng đã nói rồi. Trời, cái cây hết lời rồi. Ủa mất tiêu hết rồi, còn con vòng bên kia kìa. Đó,
Cái gì? Mới bị ai xô á. Gì trời. Ê. Có cái bông thứ ba hay sao á. Nãy anh ngồi đây bị xô nè. Thì em mới bị xô đập nè. Thôi vậy đi vô miếu đi, vô miếu đi. Rồi tính. Làm như là hai ba mình xuất hiện rồi, có một bông nó ẵn thương á. Ba bông là mệt đó. Không, tôi nghĩ là ba bông, tôi nghĩ thật từ hơn ba bông chứ không hết đâu. Có hai bông mà muốn chết rồi. Nghe tiếng là sụt sạc sạc đâu vậy? Tiếng là sạc sạc. Đi nè. Dạ. Có nhà chắc lẽ về hai con cúng cái nhà chứ giờ nó quá trời rồi. Quá dữ rồi. Cái trên cây hay xong mình tính đợi rớt à, bệt hoài luôn á. Không có dài, hai con cầm dừng để cúng nha. Thế nhà ơi, thì giờ hai anh em con sẽ cúng chiến ở gốc cây này nha.
tái cái răng luôn. Bye bye cả nhà.